Rồi, ok, vào trận nhé bạn. Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ á mới có được trận killer các bạn. Chơi chế độ tắt đèn không? Lâu má ơi luôn các bạn ơi. Rồi, map này là của ma nữ các bạn. Chơi chế độ tắt đèn này mình nghĩ là cái con killer này nó sẽ lời các bạn. Đợi, đợi. Tại vì nó có cái chiêu M2 á, tăng tốc á. Mà mình không biết lời không. Cái này chơi mới biết các bạn. Đó, cầm cái chiêu này đi chết máy thấy cũng ngon. Mặc định ở cái chế độ tắt đèn này mới vào bạn là mấy cái máy nó tự động nó chạy một khúc vậy đó. Tại nãy mình có chơi thử một trận sinh tồn trước á, mới vào là chưa ai sửa cái máy nó cũng kiểu mà nó có tiếng động á. Không thấy ai luôn rồi, máy này thấy sắp xong luôn rồi. Lát đầu à? Lát đầu à? Lát đầu à? Lát đầu à? Lát đi đâu? Nó tưởng đâu kiểu mà mình bỏ đi với bạn. Quay lại sửa. Con này có M2 thì cảm giác nó hơi lời các bạn. Chơi chế độ này mình thấy lời. Ây da, trời ơi, vừa hết luôn Sultana. Ồ, xong một máy rồi. Mày chát. Chơi này khỏi kiểu mà sợ cho núp tủ như vậy. Chơi chế độ này kiểu mà nhớ được vị trí á thì ngon các bạn. Như vậy là nó tràn qua bên đây hết rồi. Ở chế độ này mà để mắc dấu là coi như xong với mày. Có đèn pin nữa. Sẵn hết đấy bạn. Có cứ sẵn hết. Vừa mới hên, vừa mới hết đấy bạn. Đúng là chơi con này có cảm giác nó lời thì các bạn ơi. Không biết chơi Godfrey thì sao. Mình thấy Godfrey thì chắc cũng vậy. À.
mà chơi con này được cái chiêu M2 này là mình thấy đúng lời thiệt á, nhanh. Quay lại cam nhẹ cái là xong rồi. Ú à má, liền này tưởng đâu là mình bỏ rồi. Xong luôn. Đúng là chế độ này con này mạnh thiệt quá à. Chế độ tắt đèn. Con The Legend này cứ cảm giác đúng là nó có lời thiệt á. Tí nữa mình chơi con khác thử à. Buông tay luôn. Có cảm giác à. Có cảm giác không đó, không tưởng đâu là mình cam bóng các bạn. Buông tay luôn. Thầm đi quê, thương cam luôn quê. Đặt máy đi. Nghe tiếng gên gên đâu đây. Nghe tiếng gần gần nhưng mà nó cũng canh canh mình kiểu mà cái máy đó nó nghĩ mình bỏ đi chứ. Không thấy bé kìa. Cú luôn à. Rồi nghe tiếng nè. Quên. Phải bật M2 lên rồi hả ấy các bạn. Phải bật M2 lên chém cái rồi đạp á, nó xin lời hơn. Ở đây nè. Nhấp đây. Nhỏ này sẽ có cái ván. Nghe tiếng rồi. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Xong thêm một máy nữa rồi. Vậy là nãy giờ là 3 máy rồi. Đúng không? Trên bản đồ còn 4 máy đỏ nữa bạn. Vậy là còn 2 máy nữa. Nãy giờ sửa được 3 máy rồi.
con máy này cũng gần gần không à. Hay vậy? Nhanh chưa? Qua đây bắt dấu nhau nhau nhỏ xanh. Cái này gì chết đó mày. Dễ các bạn ơi, nói chung là chế độ này chơi con này là đúng dễ luôn. Bao dễ đi. Với lại cầm con này dễ chết máy nữa. Cắm đầu sữa luôn cho. Cắm đầu sữa luôn cho bạn. Nản rồi. Ồ, mấy thanh niên này nản rồi. Chứ chơi gì nổi đúng không? Mà thấy gì chứ dễ gì sống nổi. Thì kia không kìa. Cái M2 này nó cũng hên xui lắm rồi. Đôi khi nó không có phát hiện được cái nhịp tim của thằng kia. Rồi mà anh đã từ bỏ cuộc chơi rồi thì chém luôn các bạn. Đúng là không nghe cái tiếng ông kia. Nhức đầu khéo quá ơi. Giết không luôn rồi. Giết luôn nha. Trong kia ông trốn mất tiêu. Chứ không kia không á. Xong. Ồ,
hai cửa này cũng cách rất là xa nha các bạn. Xa, bạn nghĩ sao? Mình thấy cũng xa. Chết quá. Hello. Đứng ở cửa tỉnh bơ luôn rồi. Trò đeo vàng các kiểu luôn. Đi đi cho nội. Tao không bằng đúng là trong cái thế giới này con The Legend nó nhanh đó mày. Nhanh thật sự luôn. À, 16.000 điểm luôn. Ghê vậy.